Xin chào các bạn, Canada hiện nay đang mở rộng cửa chào đón du học sinh quốc tế sang học tập. Việc xét hồ sơ xin thị thực nhập cảnh và cấp visa đã có tiến trình nhanh hơn để đảm bảo đúng thời gian nhập học của sinh viên học sinh. Tuy nhiên, bên cạnh những hồ sơ đủ điều kiện để cấp visa du học Canada, vẫn còn những hồ sơ bị từ chối vì chưa hội tụ đầy đủ các giấy tờ cần thiết. Vì vậy, để tránh những lỗi nhỏ đáng tiếc khiến visa du học Canada của bạn bị từ chối, thì sau đây công ty tư vấn du học Tân Đại Dương sẽ nêu ra một số lý do khiến bạn bị trượt visa du học Canada, cũng như sẽ hướng dẫn cho các bạn một sự chuẩn bị tốt nhất khi đi du học các bạn nhé. Sau đây Tân Đại Dương sẽ chỉ ra những lý do mà bạn bị từ chối cấp visa khi du học Canada. Thứ nhất, trình độ học vấn của sinh viên học sinh không tốt. Các điểm số trong 3 năm học gần nhất hầu hết là dưới trung bình, hoặc do lịch sử học tập trước đây đã từng nghỉ học ngang tại trường trong nước hoặc một nước khác mà không có lý do chính đáng. Thứ hai, không có kế hoạch học tập rõ ràng. Người nộp đơn không nêu rõ kế hoạch học tập hoặc chương trình học, ngành học và khóa học chưa thuyết phục, chưa hợp lý, dẫn đến việc người xét hồ sơ nghĩ đến những lý do tiêu cực và nghi ngờ mục đích sang Canada để du học của bạn. Thứ ba, không đủ tài chính. Hồ sơ không đủ tài chính theo như yêu cầu của phòng di trú lãnh sự quán Canada tại Việt Nam. Thứ tư, không đủ giấy tờ chứng minh tài chính. Phần lớn các gia đình đều có chuẩn bị nhiều trong việc tài chính cho con em du học, nhưng thường nộp thiếu giấy tờ để chứng minh điều này hoặc không thể hiện hết được các nguồn thu nhập và tài sản của mình có, nên người xét chưa thấy được sự ổn định trong thu nhập và nguồn tài chính không đủ cho việc du học của sinh viên học sinh. Đối với các gia đình có doanh nghiệp, thường thiếu các hợp đồng, hóa đơn mua bán hoặc sổ tay ghi chép để chứng minh thu nhập thực tế, vì biên lai thuế phần lớn là không phản ánh được thu nhập thật sự của doanh nghiệp. Thứ năm, không chứng minh được khả năng quay về Việt Nam sau khi học. Lỗi này phụ thuộc vào nhiều yếu tố như việc chọn ngành học, khả năng tài chính, tài sản gia đình, và không chứng minh được điều gì sẽ khiến cho bạn trở về sau khi hoàn thành khóa học tại Canada. Thứ sáu, không khai có người thân trực hệ ở Canada. Những hồ sơ không khai có người thân tại Canada do lo sợ ảnh hưởng đến kết quả visa thường bị từ chối vì lý do không trung thực. Lưu ý rằng, việc có người thân ở Canada hay không đều không ảnh hưởng đến kết quả visa của người nộp đơn. Nhất thiết phải khai ngay cả khi họ không phải là người giám hộ hoặc tài trợ về tài chính. Thứ bảy, không khai đủ người thân ở Canada. Những hồ sơ không khai tên người thân do đã lâu không liên lạc hoặc vì những lý do khác cũng có thể bị từ chối visa với lý do không trung thực. Thứ 8, người thân không đủ tài chính để bảo trợ cho du học sinh. Đôi khi thu nhập của người thân không đủ điều kiện để tài trợ cho học sinh thì cũng kéo theo hồ sơ bị từ chối vì tài chính quá yếu. Thứ 9, hồ sơ không trung thực. Những hồ sơ bị phát hiện khai thông tin gian dối, không đúng với thực tế hoặc giấu thông tin, ví dụ như không khai việc đã từng bị từ chối đi Canada bằng bất kỳ hình thức nào của người nộp đơn hoặc của các thành viên trong gia đình như ba mẹ, anh chị, ông bà. Và thứ 10 là không hiểu rõ những yêu cầu thủ tục khi làm hồ sơ. Vậy Tân Đại Dương sẽ hướng dẫn cho các bạn một số những điều cần tham khảo và chuẩn bị tốt nhất cho bản thân trước khi học tại Canada nhé. Thứ nhất là về kiến thức. Để được du học Canada, trước hết bạn cần là một nền tảng kiến thức chuyên môn về ngành bạn dự định học thật vững chắc và khả năng ngoại ngữ thật tốt. Tùy theo quốc gia bạn dự định du học mà bạn cần một chứng minh Anh ngữ nào đó. Với Canada, ngôn ngữ chủ yếu là tiếng Anh, vì thế bạn nên trau dồi các kỹ năng ngoại ngữ của mình một cách bài bản hơn. Ngoài ra, bạn cần tìm hiểu về phong tục, văn hóa, địa lý mà quốc gia sắp đến để tránh bị bỡ ngỡ trong quá trình sinh sống và học tập. Lưu ý là bạn nên dành thời gian thích đáng để chuẩn bị cho du học. Chuẩn bị về ngoại ngữ là lâu dài nhất, cần dành ít nhất là 6 tháng đến 1 năm để học ngoại ngữ trước khi du học, sao cho khi đến nước bạn chúng ta đã có khả năng giao tiếp tối thiểu. Thứ hai là về tài chính. Về điều kiện tài chính, bạn cần đảm bảo khả năng chi trả học phí và chi phí sinh hoạt trong suốt quá trình học tập, sống ở Canada. Nếu bạn quyết định du học theo diện học bổng, thì bạn có thể tìm công việc làm thêm để trang trải tiền sinh hoạt, nhưng chắc chắn rằng lực học sẽ không bị ảnh hưởng trong suốt quá trình học. Lãnh sự quán Canada đòi hỏi bạn có ít nhất 20.000 đô la Mỹ trong tài khoản ngân hàng trong vòng 1 năm. Gia đình bạn cũng cần chứng minh thu nhập hoặc tài sản cá nhân để tăng cơ hội được cấp visa. Đối với những sinh viên kiếm học bổng thì việc chứng minh tài chính vẫn cần thiết, bởi có thể mức học bổng này chỉ trang trải các khoản chi phí học tập cần thiết và khả năng bạn mất học bổng trong những năm tiếp theo vẫn có thể xảy ra. Do đó, việc chứng minh tài chính vẫn cần thiết trong trường hợp bạn có học bổng hay không.
Nếu các bạn muốn tìm hiểu thêm về những lý do bạn bị từ chối cấp visa khi du học Canada hoặc có bất kỳ thắc mắc về quy định, thủ tục, hồ sơ xin visa du học Canada thì đừng ngần ngại mà hãy liên hệ ngay với công ty tư vấn du học Tân Đại Dương. Công ty tư vấn du học Tân Đại Dương chi nhánh quận 1, mặt tiền 148-1 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận 1, số điện thoại 0838484879 và chi nhánh quận 5, 902 Trần Hưng Đạo, phường 7, quận 5, điện thoại 0838382080. Chi nhánh tại Nha Trang, số 7 Mê Linh, phường Phước Tiến, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, điện thoại 0583514036, hoặc các bạn có thể truy cập vào website tandaiduong.edu.vn hoặc tddvn.com hoặc visacanada.edu.vn. Lưu ý Tân Đại Dương chỉ có 2 chi nhánh tại thành phố Hồ Chí Minh và 1 chi nhánh tại Nha Trang, không có chi nhánh nào ở Hà Nội. Xin chào các bạn.